Chào mừng bạn đến với khóa học Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Natural B-Complex là một sản phẩm của dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe Nutrilite Amway. Mục tiêu của khóa học này là hiểu rõ vai trò nguồn cung cấp vitamin nhóm B, hiểu rõ tầm quan trọng của vitamin B-Complex, nắm bắt những ưu điểm của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Natural B-Complex. Sau đây là những nội dung chính mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong khóa học. Đầu tiên là về vitamin nhóm B. Tiếp theo là nội dung về tầm quan trọng của vitamin B complex. Kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu về giải pháp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Natural B complex. Và cuối cùng là tổng kết các ý chính của nội dung khóa học. Hàng ngày, chúng ta phải luôn đối mặt với lượng công việc chồng chất, áp lực tài chính, chăm sóc gia đình, các hoạt động ngoài giờ, thậm chí là các mối quan hệ xã hội khiến chúng ta căng thẳng, mệt mỏi. Nếu trạng thái này kéo dài sẽ gây hại đến sức khỏe của cơ thể và có nhiều nguy cơ dẫn đến stress. Stress là phản ứng của cơ thể trước những áp lực hay một yếu tố tác động nào đó đe dọa đến sự tồn tại lành mạnh của chúng ta, cả về thể chất lẫn tinh thần. Stress có thể bị đẩy lùi nhờ vào công dụng của các vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin nhóm B có rất nhiều loại vitamin nhóm B khác nhau và mỗi loại đều đảm nhiệm những chức năng quan trọng. Vậy, vitamin nhóm B là gì? Chúng có vai trò như thế nào đối với cơ thể chúng ta? Hãy cùng tìm hiểu về nhóm vitamin này nhé. Mời bạn bước vào phần 1 của khóa học Vitamin nhóm B. Vitamin nhóm B là nhóm vitamin hòa tan trong nước. Chúng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và hỗ trợ thực hiện nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể. Các loại vitamin nhóm B được tìm thấy hầu hết trong các loại thức ăn có nguồn gốc từ thực vật và động vật. Vitamin nhóm B gồm vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12. Khi cơ thể bổ sung đầy đủ các loại vitamin tạo nên hỗn hợp vitamin B hay còn gọi là vitamin B complex. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vitamin B1 hay còn gọi là thiamin với các vai trò đối với cơ thể chúng ta. Giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, hỗ trợ các chức năng hệ thống thần kinh giảm stress, tạo cảm giác ngon miệng và cần thiết cho sự tiêu hóa, từ đó hỗ trợ sức khỏe hệ miễn dịch. Vitamin B1 có trong các loại thực phẩm như nấm men, thịt heo, thịt bò, mầm lúa mì, các loại hạt, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, vân vân. Tiếp theo là vitamin B2 có tên là riboflavin đóng vai trò giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, hỗ trợ sức khỏe mắt, ngăn ngừa chứng đục thủy tinh thể ở mắt, hình thành hồng cầu, hỗ trợ chống oxy hóa. Vitamin B2 có mặt trong nấm men, trứng, thịt nội tạng, ngũ cốc nguyên hạt, đậu nành, bông cải xanh, rau bina, vân vân. Vitamin b 3 có tên gọi là niacin, có chức năng hỗ trợ tuần hoàn và tim mạch, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, giảm căng thẳng, tăng cường chức năng hệ thần kinh. Vitamin b 3 có nhiều trong nấm men, củ cải đường, các loại hạt, ngũ cốc, thịt, cá ngừ, vân vân. Kế đến là vitamin B5 hay còn gọi là axit pantothenic. Trong cơ thể chúng ta, vitamin B5 đóng vai trò giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, giúp da khỏe mạnh, tăng cường hệ thống miễn dịch. Các loại thực phẩm như nấm men, thịt bò, thịt da cầm, ngũ cốc, bơ, cải xoăn, vân vân, cung cấp giàu lượng vitamin B5 cho cơ thể. Cùng đến với vitamin tiếp theo trong nhóm vitamin B là vitamin B6, có tên khoa học là pyridoxin, giúp duy trì các chức năng của não bộ, giảm stress, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tạo tế bào hồng cầu, tăng cường hệ thống miễn dịch. Vitamin B6 có mặt trong thịt gà, cá ngừ, nấm men, sữa, phô mai, các loại đậu, gạo lứt, cà rốt, vân vân. Vitamin B9 là tên gọi chung của folate, axit folic. Vitamin B9 có các vai trò chính đối với cơ thể là tổng hợp DNA, hình thành tế bào hồng cầu, hỗ trợ khả năng tăng trưởng tế bào, giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh. Axit folic hiện diện trong các loại thực phẩm như măng tây, nấm men, trứng, sữa, các loại rau xanh, cá hồi, thịt, vân vân. Cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu về vitamin B12. Vitamin B12 có tên là cobalamin đóng vai trò tạo tế bào hồng cầu, duy trì các tế bào thần kinh hoạt động tốt, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, hỗ trợ sức khỏe hệ miễn dịch. Nguồn cung cấp vitamin B12 là thịt nội tạng thịt gà, thịt bò, thịt heo, cá, lòng đỏ trứng, sữa, vân vân. Một trong các nguồn thực phẩm cung cấp đa dạng vitamin B cho cơ thể đó chính là nấm men. Vậy nấm men là gì? Nấm men có tên khoa học là Saccharomyces cerevisiae hay còn gọi là nấm men bia vì đây là loại nấm men được sử dụng cho quá trình lên men bia trong sản xuất bia. Nấm men Saccharomyces cerevisiae thuộc họ nấm men hiếu khí, có vị đắng, có tác dụng lên men đường. Nấm men phân bố rộng rãi trong thiên nhiên, đặc biệt chúng có nhiều ở vùng đất trồng nho và các nơi trồng hoa quả, lúa mạch. Nấm men được phân chia 20 lần trước khi chết, một tế bào sẽ sản sinh ra hàng triệu con nấm men. Để gia tăng sinh khối, nấm men đòi hỏi cần có nhiều dưỡng chất. Nấm men thường được nuôi trên rỉ đường mía, củ cải đường, dịch man và các nguồn nguyên liệu này thường thiếu hụt những chất dinh dưỡng nhất định, bắt buộc nấm men tự thân vận động để tự tạo ra các dưỡng chất như các amino acid, vitamin vân vân và chính vì lý do này mà nấm men trở thành nguồn thực phẩm dinh dưỡng hoàn chỉnh tốt cho sức khỏe con người. Nấm men là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin nhóm B như B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 và các khoáng chất như rôm, selen, kali, sắt, kẽm, magie và protein cần thiết cho hoạt động của cơ thể trong các giai đoạn tăng trưởng, chuyển hóa tế bào, hệ miễn dịch mà chế độ ăn hàng ngày có thể không cung cấp đủ. Bạn có biết do các vitamin nhóm B tan trong nước nên chúng dễ dàng được hấp thu vào dòng máu và đào thải qua thận theo đường nước tiểu. Chính vì lý do đó, các vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 hay còn gọi là hỗn hợp vitamin B complex cần được bổ sung vào cơ thể mỗi ngày. Vậy vitamin B complex có tầm quan trọng như thế nào đối với cơ thể? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu phần 2 của khóa học tầm quan trọng của vitamin B complex. Được ví như người hùng thầm lặng, Vitamin B complex rất cần thiết cho sự tăng trưởng, phát triển và duy trì các chức năng quan trọng của cơ thể. Vitamin B complex giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Chất đạm, bột đường, chất béo có trong thức ăn sau khi được tiêu hóa thành các chất dinh dưỡng đơn như axit amin, đường gluco, axit béo sẽ được hấp thu vào máu, đi đến các tế bào và vào trong ti thể. Vitamin B complex giúp chuyển hóa các chất dinh dưỡng đơn này thành ATP, đây là dạng năng lượng mà cơ thể chúng ta sử dụng thông qua hàng loạt các phản ứng hóa học phức tạp được thực hiện bởi ty thể trong tế bào. Vitamin B complex giúp giảm căng thẳng, tăng cường chức năng thần kinh. Vitamin B complex giúp cơ thể sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, đây là các chất hỗ trợ cơ thể đối phó với trầm cảm, lo âu, căng thẳng. Ngoài ra, vitamin B complex cần thiết cho hình thành vỏ bọc dây thần kinh, chuyển hóa bình thường của tế bào thần kinh, giúp tăng cường tư duy, khả năng tập trung. Vitamin B complex tham gia vào quá trình hình thành tế bào máu. Vitamin B complex tham gia vào quá trình hình thành tế bào hồng cầu. Hồng cầu là thành phần chiếm số lượng lớn trong tế bào máu, với nhiệm vụ vận chuyển oxy đến tất cả các tế bào trong cơ thể. Vì vậy, hồng cầu đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của cơ thể hàng ngày. Vitamin B Complex giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Vitamin B Complex giúp tăng cường sản xuất các tế bào miễn dịch như tế bào lympho T và chất điều hòa quá trình miễn dịch cytokine, hỗ trợ tăng cường đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào, từ đó giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Vitamin B Complex giúp hỗ trợ hệ thống tim mạch hệ thống tim mạch gồm có tim và mạch máu, làm nhiệm vụ cung cấp oxy và dưỡng chất đến toàn bộ cơ thể. Homocytin là axit amin được sản xuất trong cơ thể. Khi hàm lượng homocytin trong máu tăng cao, khiến cho động mạch bị tổn thương, hình thành các cục máu đông, từ đó gia tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Vitamin B complex giúp duy trì mức homocytin lành mạnh trong máu, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Chúng ta thấy được tầm quan trọng của vitamin B complex. Thiếu bất kỳ loại vitamin B nào đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến cơ thể và các đối tượng có nguy cơ cao thiếu hụt vitamin nhóm B đó là người có chế độ ăn không cân đối, không hợp lý. Chế độ ăn không cân đối, không hợp lý sẽ dẫn đến không cung cấp đủ các vitamin B phù hợp với nhu cầu cơ thể. Ví dụ như đối với người ăn chay thường thiếu hụt vitamin B12. Vì đây là vitamin có nhiều trong thức ăn nguồn gốc động vật hay một chế độ ăn nhiều đường và bột đường tinh chế như bánh mì trắng, cơm, vân vân, cần một lượng lớn các vitamin nhóm B như B1, B2, B3, B5, B12 để chuyển hóa chúng thành nguồn năng lượng cần thiết cho cơ thể. Người lạm dụng rượu bia có rất nhiều nguy cơ tổn hại đến sức khỏe. Rượu bia là chất lợi tiểu, uống nhiều khiến cho cơ thể bị mất nước và các chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin nhóm B thông qua bài tiết. Đồng thời, uống nhiều rượu bia trong thời gian dài gây nên tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa, làm giảm sự hấp thu của các chất dinh dưỡng từ thức ăn. Người căng thẳng, mệt mỏi, mất ngủ, tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu vitamin nhóm B trong cơ thể như B1, B3, B6, B12. Khi hệ thần kinh suy giảm, não bộ sẽ phát tín hiệu cho cơ thể yêu cầu cung cấp thêm lượng vitamin B cần thiết cho cơ thể. Phụ nữ có thai và cho con bú có nhu cầu vitamin nhóm B gia tăng, giúp tăng cường sức khỏe của mẹ và tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của em bé. Đặc biệt, phụ nữ mang thai cần quan tâm đến bổ sung vitamin B9 và vitamin B12. Thiếu hụt vitamin B9 làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh liên quan đến não và tủy sống ở thai nhi. Thiếu hụt vitamin B12 có thể dẫn đến sảy thai, trẻ sinh nhẹ cân, huyết áp cao ở phụ nữ và các bất thường của thai nhi. Người lớn tuổi trên 50 tuổi có nhiều dấu hiệu sức khỏe suy giảm và thường mắc phải hội chứng kém hấp thu ở ruột như ở những người mắc bệnh Crohn, viêm loét đại tràng, celiac, vân vân. Tình trạng này ngăn cản sự hấp thu vitamin nhóm B vào trong máu, từ đó gây nên thiếu hụt vitamin nhóm B trong cơ thể. Việc thiếu hụt các vitamin nhóm B sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cơ thể. Vitamin nhóm B là loại vitamin tan trong nước, khó dự trữ trong cơ thể và cần bổ sung vào cơ thể hàng ngày thông qua chế độ ăn uống. Trong thực tế, không có một loại thực phẩm tự nhiên nào cung cấp đầy đủ các loại vitamin nhóm B hay còn gọi là B complex. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin nhóm B rất dễ bị hao hụt khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh sáng mặt trời, bảo quản lâu ngày, ngâm hoặc luộc trong nhiều nước, vân vân. Quá trình chế biến có thể gây hao hụt đến 80% vitamin nhóm B có trong thực phẩm một giải pháp hoàn hảo cung cấp đầy đủ hàm lượng vitamin nhóm B cần thiết cho cơ thể. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Natural B Complex. Mời bạn đến với nội dung phần 3 của khóa học Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Natural B Complex. Thành phần đặc biệt có trong sản phẩm Nutrilite Natural B Complex đó chính là hỗn hợp 7 loại vitamin B và nấm men. Một viên sản phẩm Nutrilite Natural B Complex cung cấp 1,2mg vitamin B1, 1,2mg vitamin B2, 6,6mg vitamin B3, 5mg vitamin B5, 1,2mg vitamin B6, 150mg vitamin B9, 2mg vitamin B12. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Natural B-Complex bổ sung 7 vitamin nhóm B giúp bổ máu tăng cường chuyển hóa năng lượng và giúp tăng cường sức khỏe, giảm căng thẳng mệt mỏi. Đối tượng sử dụng sản phẩm là thiếu niên từ 9 tuổi trở lên và người trưởng thành, người thiếu hụt vitamin nhóm B, người có chế độ ăn thiếu hụt vitamin nhóm B, người cần tăng cường sức khỏe, người làm việc căng thẳng hay bị mệt mỏi. Cách dùng: uống mỗi ngày một viên, tốt nhất ngay sau bữa ăn. Bảo quản: bảo quản nơi khô mát tránh ánh sáng trực tiếp. Cần lưu ý một số điểm sau. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng chất tạo màu, hương liệu nhân tạo, chất bảo quản. Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thiếu niên từ 9 đến 13 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú. Người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ trước khi dùng để xa tầm tay của trẻ nhỏ. Chúng ta hãy cùng điểm lại những ý chính trong nội dung của khóa học này nhé. Vitamin nhóm B là nhóm vitamin hòa tan trong nước, dễ dàng hấp thu và dễ dàng đào thải ra ngoài cơ thể qua đường bài tiết, cần được bổ sung vào cơ thể mỗi ngày. Vitamin nhóm B bao gồm vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, khi cơ thể bổ sung đầy đủ các loại vitamin, tạo nên hỗn hợp vitamin B hay còn gọi là vitamin B complex. Nấm men có tên khoa học là Saccharomyces cerevisiae, nguồn cung cấp dồi dào các vitamin nhóm B như B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 và khoáng chất như crom, selen, kali, sắt, kẽm, magie và protein cần thiết cho cơ thể. Tầm quan trọng của vitamin B complex: chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, giảm căng thẳng, tăng cường chức năng thần kinh, tham gia vào quá trình hình thành tế bào máu, tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Natural B Complex chứa 7 vitamin B bao gồm: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12. Đặc biệt sản phẩm chứa nấm men, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Natural B Complex bổ sung 7 vitamin B, giúp bổ máu, tăng cường chuyển hóa năng lượng và giúp tăng cường sức khỏe, giảm căng thẳng mệt mỏi. Uống một viên Nutrilite Natural B Complex mỗi ngày là giải pháp bổ sung vitamin B Complex đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng. Bạn đã hoàn thành các nội dung chính của khóa học về vitamin nhóm B. tầm quan trọng của vitamin B Complex giải pháp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Natural B Complex và tổng kết các ý chính của khóa học.